Con hồi là dở cái cầu lên, dở cái phà này lên rồi cho phà kia nó xuống nha các bạn. Đây, chị gái phụ mở dây luôn, mở dời cái phà đi. Đây, chị gái bước lên có thể là vịn dây nha các bạn. Chào các bạn nha. Để mình quay cho các bạn xem con trẻ cút nó lên phà các bạn. Nãy có con xe chở đất nha các bạn, mà nó lên trước rồi. Lấy qua bên này. Chiếc này thông máy vậy? Hả? Hả? Chiếc này B50 các bạn ơi. Hey. Hỏi mấy ông này có vô được không? Xuống xăng này được không chứ? Hãy xuống xăng. Bây giờ làm đi tắt lại. Cái này chưa? Chưa, phải làm à. Rồi, vô xăng này luôn. Con hồi là dở cái cầu lên, dở cái phà này lên rồi cho phà kia nó xuống nha các bạn. Đây, chị gái phụ mở dây luôn, mở dời cái phà đi. Cho cái phà kia, cái phà máy kia nó xuống luôn các bạn. Cái máy kia nó lên tiếp tục, còn hai chạm nó gì các bạn.
cái phà nó lui ra là phà này lại tới lên nha các bạn. Lên con máy này luôn hả gì? Đây, chị gái bước lên có thể là vịn dây nha các bạn. Bỏ thêm cái cậu nữa cái sàn lên nữa. Chân kìa. Chắc ăn không? Mà con lại gọn ngồi luôn. Rồi, tài xế bước lên máy với thằng lên cái con máy để tiến trước các bạn. Lên. Một con rồi bắt đầu lên một con xe cuốc rồi. Con này mang cái gào rất là bé nha các bạn. Con này chắc con không 1,5 hay con không 2 gì. Rồi, mình xin kết thúc video các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.